Hai vợ chồng Thảo tình cờ phát hiện những cái cây sen đá xương rồng mà có hình thù của những cái con động vật á. Với lại chỗ này á, là ở dưới nông thôn miền Bắc California, bán sỉ, một cái farm lớn. Chia sẻ với bà con cô bác nha, để biết nơi mà mua những cái cây đẹp, giá rẻ. Thảo đi nhiều nơi á, thì thấy người ta bán giá cao hơn đây nhiều, nên lái xe 25 phút xuống đây mua nữa. Lần này mình mua nhiều á. Ông lấy xuống cho coi. Đây nè, mình kịp theo. Thảo đang thích cái này nè. Nhiều cái bông đẹp ha. Cái cây này á, lá màu hồng có pha tím tím lợt lợt, có những cái bông nhỏ dễ thương, lá dày lắm. Thái hỏi cái cây hồng hồng tím tím dài dài đó, thì ảnh nói là cây đó cây mẹ, để ảnh chiết ra một cái nhánh vậy á, 25 đô la một cộng một thôi, dài cỡ 1 mét đó. Cái anh này ảnh nói cái chậu mà giống như hệt cái đuôi của cái con khỉ vậy đó là cây mẹ, để mọc ra cây con rồi bán cho người ta. Khi mà nó già, nó mọc ra những cái lông á, nhìn giống như cái đuôi của con động vật lắm. Thảo thấy á, mấy cái sen đá hay là xương rồng á, lại copy cái hình của con động vật nhiều lắm nha. Mình nghiên cứu mấy cái này thấy hay lắm. Cái này là 40, cái này 35, cái này 50. Giờ anh lấy cho một cái nữa, cái màu khác sậm hơn. Hai màu khác nhau. Cưng hay ghê chưa? How much are you guys selling those? Oh, those are in that $20. 20 đồng. 20 đồng. Ủa nó cái đó nó rẻ hơn hả? Nó không mua không? Mua lấy luôn hả? Mua luôn hai cái, cái kia 20. Trả tiền luôn. You want the hooks? Yeah. Yeah, put in those hooks. Succulent. Beautiful. À, ông nói ông mới có mấy cái này mới nè. Ồ, mới có mấy cái mới nè mà chưa trồng xuống nữa. Thái, Thái, hỏi hỏi mua cái này có được không Thái? Coi bán không? Nó, hỏi coi ông bán cho mình không? Oh, you're trying to grow these, right? I just got from another nursery that it was closing down. Nó cái màu đó đẹp đó. Tại cái này ta mới đem về, chưa bán, chưa ra chậu. Ông mới mua ở cái farm khác tới, ông bán cho chưa trồng gì hết, 6 đô la một cây. Ồ, mua luôn. Cái loại này Thảo đang thích mà. Cây này thì Thái thích nè. Mình trồng á, một bụi ở trước nhà đẹp lắm luôn á. You guys have like a miniature version of it, huh? Nhiều cây lạ chứ. Tại bữa mình đi mình không thấy á. Giờ mình lại mình thấy nhiều cây đẹp lắm á. Trên chiếc xe có dán địa chỉ luôn, số điện thoại cho bà con cô bác coi. Bữa nay trời mưa nha. Ở đây á không có mưa mà bữa nay có mưa mừng lắm. Bữa nay xuống một lần nữa đó mua, tại hổm có hẹn với bạn nên chạy gấp gấp chưa có ra ngoài vườn ngoài đây nè đó, ở ngoài trồng ở ngoài á, outside có bông là nhiều lắm, cây bự nữa ha, mưa ướt quá nên mang dài ba ta đi nữa. Rồi mình vô đây nha. Trời ơi, nhiều lắm nè. Thái ơi, nhanh đi Thái ơi. Đó, ở đây có chứ, cây bự nhiều lắm. Hồi bữa nói sao không có cây bự, ở trong kia cây nhỏ thôi.
Cái này thì Thảo có nhiều lắm. Ồ, có hai cây to lắm ở trong đó nha. Ba cây, đẹp lắm, siêu to khổng lồ. Chỗ này á bán bông hoa cây cảnh, sen đá, các loại xương rồng, giá sỉ. Ở đây giống như nông thôn vậy á, một cái farm lớn, rẻ lắm luôn. Khán giả chỉ cho Thảo đó, nên giờ chia sẻ cho bà con cô bác biết. Đây nè. Ờ có nè. Thôi mưa thì Thái ơi đi vô trong rồi nữa. Bữa nay Thảo đi xuống đây ngay ngày mưa bão. Bữa nay xuống thấy có nhiều cây. Người ta vô thêm hàng đó. Hai cây luôn. Hai cây nữa rồi. Hai cây hồi nó không bự lắm. Nhưng mà giờ mình chiết ra hả? Đi vòng vòng á, kiếm ở chỗ này chỗ kia, thấy chỗ này vẫn rẻ nên đến mua nữa về trồng. Nay có thêm cái chậu nhỏ hơn. Hổm Thảo thấy chậu bự nhiều á, giờ có chậu nhỏ nhưng mà có hai cây ở trong đó. Hai cây hai loại chung. $2. Ô ba cây luôn á. $2. Đẹp quá ha. Ở đây á, cây mà 2 inch thì $1, còn cây mà 4 inch tới 6 inch thì $2. Cây nhỏ thì người ta bỏ 2 cây vô 1 chậu, cây lớn thì mỗi cây 1 chậu. Bự dễ sợ luôn á, rẻ nữa. Bữa nay Thảo nghe tiếng ồn quá nên phải tắt cái tiếng đi. Có cái quạt nè, quạt cái khí ra đó, cho mấy cái cây này đừng bị nấm mốc. Có một lần một em trồng sen đá giải thích vậy đó. Bữa nay á, Thảo xuống mua thì thấy có cây nhỏ hơn nhưng mà một chậu có 2-3 cây lận. Thảo để âm thanh lớn là nghe tiếng ồn dễ sợ luôn ha. Cái bên đây là một chậu vậy á, $1. Có rất là nhiều loại luôn, cho mình tha hồ lựa. Cái $2 đó thì có ít cây giống hơn nên mình qua mình lựa mấy cây $1 nè. Thảo mới trồng nay hơn tháng à, nên chưa có thuộc hết tên những cái loại sen đá. Nhưng mà thấy cái nào có màu, lên màu đẹp, mà cái cánh nó cong cong á, thì đẹp. Thảo hay lựa mấy cây đó để mua. Có nhiều cây á, hình dáng đẹp, Thảo cũng thích mua. Với lại mấy cái cây cái màu lơ lớ lạ lạ đó, cái Thảo chọn, cái vườn rất là nhiều luôn. Mấy cô còn chỉ Thảo á, nhiều cái farm mà ở xa lắm, mình đi khoảng 1.5 tiếng từ San Jose, còn chỗ này là tương đối gần nè. Mấy cây thích nhỉ má. Cái này ta vô chậu sẵn rồi. Thì mấy xương rồng là có gai rồi. Thái bị xương rồng đâm. Chỗ này thì người ta để xương rồng nhiều. Ở vô chậu luôn, $6 một cây. Còn ở bên đây có nhiều trầu bà lắm. Mấy cái cây này thì trồng trong nhà. $13 một chậu. Điều không? The big one? No, no. Dẫn ống dẫn rồi, ống kiểu kìa. Ô, cái anh chủ vườn á, dẫn mình đi xuống ngay chỗ họ gieo cây giống. Trời lớn lắm nha. Quá chừng luôn nè. Rất là nhiều luôn, hàng gì thì họ bán rẻ.
Anh nói á, nếu mà mua nhiều á, trên 10 tray á, một tray cũng mấy chục chậu trọng á, thì sẽ bớt giá. Bữa nay á, lựa được 3 tray, mua khí thế. Mà sau này á, sẽ lên giá đó. Tới mùa xuân á, qua năm á, là bắt đầu lên, cái chậu 2 đô là lên 3 đô. Bữa nay mua nhiều chưa? Thái mua cho Thảo trồng. Cảm ơn Thái. Rồi, chú này bớt cho hai chậu đó có 5 đô thôi. 5 đô chậu á. Mua nhiêu đây nè. Người ta có làm vô chậu để bán nè. This is 54, right? So 94. Muốn nè không? Không. Lấy chậu nó đi cho đủ 100 luôn. Hả? Cái chú này á, tặng cho một chậu rồi nói á, có nhiều chậu nó sẽ lên giá. Rồi đến ra Thái ơi, bữa nay mua 100 đô luôn. Đó, có thêm một người làm nữa. Mà mới biết chú này thôi. Rồi đi về nha bà con cô bác. Lần này mua 100 đô sen đá, 60 đô, 2 cây monkey tail. Hết 160. Mình trồng mấy cái này cũng tốn tiền ha. Nhưng mà Thảo mua trang trí đủ khu vườn thôi, chứ Thảo không có đi kiếm mua hoài, sợ hao tiền quá. Bữa nay hai vợ chồng đi mua mà trời mưa, xuống gặp mà cái anh bán giảm giá cho. Cảm ơn bà con cô bác đã cùng Thảo đi mua sen đá rồi xương rồng ở Mỹ nha. Bữa nay vui á, thì mua được cây đuôi, một cây đuôi chuột với một cây đuôi cáo hả? Monkey tail, đuôi khỉ. Một cây màu vàng, cây màu đỏ. Chúc bà con cô bác có những giây phút thư giãn vui vẻ nha. Cảm ơn ủng hộ gia đình Thảo. Tạm biệt cô chú anh chị và các em.